Mình chào quý vị, các bạn và các em nhỏ thân thương của tạp chí Thổi Hoa. Bây giờ chúng ta lại được gặp nhau trên khung sóng quen thuộc của ngày thứ bảy cuối tuần. Những ngày nghỉ chống dịch Covid-19, ngoài thời gian học, các bạn nhỏ thường làm gì nhỉ? Tạp chí Thổi Hoa ngày hôm nay chỉ sẽ mách nhỏ các bạn về một cuộc thi do Hội đồng đội Trung ương tổ chức vô cùng bổ ích và lý thú. Tiểu mục tủ sách Thổi Hoa chúng mình cùng gặp gỡ với cô bạn Thuận Ân. Sáng hôm nay Thuận Ân giới thiệu cuốn sách thú vị nào nhé. Cuối chương trình là tiểu mục khéo tay. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Quý vị, các bạn và các em nhỏ thân mến, tiếp nối những thành công từ cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được phát động và nhận được sự hưởng ứng tham gia của rất nhiều các bạn nhỏ trên cả nước. Hội đồng đội Trung ương cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức chương trình viết chữ đẹp với thông điệp nét chữ từ trái tim dành cho tất cả các bạn học sinh. Về nét chữ từ trái tim nhận được sự hưởng ứng tham gia của các bạn nhỏ ở Quảng Trị như thế nào? Hãy cùng khám phá ngay sau đây nhé! Nhằm lan tỏa những câu chuyện hình ảnh đẹp về phòng chống dịch bệnh COVID-19, Hội đồng đội Trung ương cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình viết chữ đẹp với thông điệp nét chữ từ trái tim. Chương trình được phát động từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 14 tháng 4 năm 2020 dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên cả nước. Với thông điệp nét chữ từ trái tim, ban tổ chức mong muốn thu hút thêm nhiều sự quan tâm tham gia của các em học sinh trong giai đoạn quyết định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây sẽ là hoạt động hữu ích giúp các em có niềm vui lành mạnh trong khoảng thời gian nghỉ dài và giúp nuôi dưỡng tâm hồn các em bằng tình yêu con chữ. Cô bạn Đỗ Mai Hoàng hiện đang là học sinh lớp 5 trường Trưng Vương Quảng Trị. Vô tình đọc được thông tin về cuộc thi trên mạng, cô bạn này đã quyết định tham gia ở phần nội dung viết chữ. Có lẽ trong những ngày nghỉ học ở nhà, qua các phương tiện truyền thông, các bạn nhỏ đã được nghe nhiều về tình hình dịch bệnh và chỉ thị từ Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó là những hoạt động chữa trị cũng như lên phương án phòng ngừa của các chiến sĩ thầm lặng vẫn đang làm việc không kể ngày đêm. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống COVID-19. Với những câu chữ bay bổng, những cảm xúc suy nghĩ xuất phát từ trái tim, chiến sĩ nhì này cũng đang mong muốn góp một phần nhỏ trong công cuộc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Các bài thơ về quê hương, đất nước, về mái trường, về tinh thần chống giặc COVID-19 của ban tổ chức đưa ra đều rất hay và ý nghĩa. Mai Hoàng đã quyết định chọn một bài mà em tâm đắc nhất để thể hiện bài dự thi của mình. Việt Nam đất nước em yêu, một lòng đoàn kết sớm chiều ngày qua, nơi gần hỗ trợ nơi xa, góp tiền góp sức cùng là hôm nay. Muốn trời xa những chuyến bay, đã về đây giữa vòng tay nghĩa tình, bữa ăn giấc ngủ được mình, kết lý mà tròn yên bình yêu thương. Trận tụ tập ít ra đường, khẩu trang, sát khuẩn phải thường xuyên hơn, để lùi bệnh dịch tai ương, Covid sẽ sớm tìm đường chạy thôi. Mái trường lại đón em tôi, bảng đen phấn trắng ấm lời thầy cô. Khi bị đến cuộc thi này thì em thấy cuộc thi rất ý nghĩa cho học sinh chúng em trong mùa dịch này. Ngoài thời gian học online, em vẫn thường dành thời gian để luyện chữ nên em lựa chọn nội dung này để dự thi. Em rất biết ơn những người đã đóng góp cho cuộc chiến trong đại dịch này. Cùng giống như Mai Hoàng, cô bạn Mai Thị Quỳnh Như hiện đang là học sinh lớp 8C trường Trung học cơ sở Hiểu Giang cũng mong muốn có một phần nhỏ bé trong công cuộc tuyên truyền phòng chống đại dịch. Là một cô bạn đam mê văn chương từ bé, bởi thế khi tìm hiểu thông tin về cuộc thi, Quỳnh Như đã quyết định tham gia cuộc thi ở phần nội dung viết bài. Dùng cả trái tim để cảm nhận, để hiểu được trọn vẹn về những mất mát, sự hy sinh âm thầm của những con người bé nhỏ sau lớp áo bảo hộ công kênh. Đó là những anh hùng thầm lặng giữa đời thường, các lực lượng xã hội đang chiến đấu nơi tuyến đầu để bảo vệ sức khỏe cho người dân, cộng đồng và xã hội. Quỳnh Như đã có những câu viết rất xúc động trong bài viết của mình. Các chiến sĩ cầm súng bảo vệ hòa bình, lính cứu hỏa dập tắt những đám cháy, còn các y bác sĩ đẩy lùi dịch bệnh. Họ chính là những chiến binh thầm lặng, âm thầm chăm sóc cho các bệnh nhân của mình. Họ chiến đấu để bảo vệ các bệnh nhân, chiến đấu với thần chết. Tuy là vậy, các y bác sĩ luôn vẽ lên những bức tranh lạc quan cho mỗi bệnh nhân đang điều trị. Chỉ có tinh thần tốt, họ mới nhanh khỏi bệnh, thoát khỏi em, corona à. Chủ đề lần này là về
COVID-19 một thực trạng đang xảy ra ở trên toàn thế giới. Và em thấy khi mà em tham gia viết về COVID-19 thì sẽ gọi là giúp cho các bác sĩ có thêm những động lực để có thể chiến đấu với các dịch bệnh và bảo vệ các bệnh nhân. Từ sự biết ơn đối với những y bác sĩ, những chiến sĩ, những công an, thì chúng mình, những thiếu nhi, hãy ở nhà để cùng chung tay chống lại đại dịch. Với chủ đề là chữ từ trái tim, không chỉ mang tính thời sự cao mà còn hướng đến khơi gợi những cảm xúc, sự tri ân từ sâu thẳm tâm hồn, bày tỏ tình yêu, niềm tin đối với đất nước, lan tỏa lời tri ân sâu sắc nhất tới các anh hùng thầm lặng giữa đời thường. Chính tình cảm từ các chiến sĩ nhí sẽ là động lực quan trọng để tiền tuyến lạc quan hơn, vững bước chiến thắng dịch bệnh. Cuộc thi vẫn đang diễn ra đối với khối tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Để tham gia cuộc thi này, các bạn nhỏ sẽ chép lại thật đẹp những bài thơ về quê hương, đất nước, về mái trường, về tinh thần chống giặc COVID-19 bằng bút máy luyện chữ, các bài thơ do ban tổ chức lựa chọn. Còn đối với khối trung học cơ sở, ban tổ chức sẽ khơi dậy khả năng nghị luận xã hội, biểu cảm của các em thông qua những dòng tâm sự, cảm xúc, suy nghĩ về tình yêu, niềm tin của thiếu nhi đối với đất nước, ca ngợi những hình ảnh đẹp, lòng biết ơn, sự tri ân với các lực lượng xã hội đang chiến đấu nơi tuyến đầu để bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đem lại bình yên cho xã hội, đảm bảo an toàn để các em sớm trở lại trường. Ban tổ chức chương trình còn khuyến khích các em tham gia cả hai hình thức viết chữ đẹp và viết cảm nhận để rèn luyện, trau dồi kỹ năng viết chữ và trình bày bài sạch sẽ, góp phần giáo dục ý thức quý trọng và gìn giữ vẻ đẹp tiếng nói, chữ viết, bản sắc dân tộc. Nếu quan tâm, muốn tham gia cuộc thi này, các em gửi bài tham gia nét chữ từ trái tim qua website netchu.điểm10.com hoặc email netchu.từ.trai.tim@gmail.com. Quý vị, các bạn và các em thân mến, quả là một chương trình vô cùng ý nghĩa phải không nào? Nếu các bạn nhỏ quan tâm, hãy cùng thử sức với cuộc thi này như là một sân chơi lành mạnh bổ ích trong những ngày nghỉ. Những ngày nghỉ này thì chắc hẳn các bạn nhỏ đã thỏa sức với những đam mê, những sở thích riêng của mình và chắc hẳn rằng sách là một sự lựa chọn của nhiều bạn nhỏ đúng không nào? Hãy cùng cô bạn Thuần Ân đọc sách với tiểu mục Tủ sách tuổi hoa ngay sau đây các em nhé! Xin chào tất cả các bạn, mình là Thuần Ân, rất vui khi một lần nữa được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Tuổi Hoa. Tủ sách Tuổi Hoa ngày hôm nay có gì đặc biệt? Hôm nay Thuần Ân sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn sách vừa bổ ích này, vừa rất là hay và vừa phù hợp với giai đoạn mà chúng ta có rất nhiều thời gian nữa đấy. Đó chính là cuốn sách Những thí nghiệm đơn giản bạn có thể làm ở nhà. Đây là cuốn sách được viết bởi một tác giả người nước ngoài và được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng. Đây là cuốn sách thứ hai trong bộ sách Những thí nghiệm đơn giản bạn có thể làm ở nhà. Mình nghĩ những thí nghiệm này sẽ giúp các bạn tiến gần với khoa học. Và cuốn sách này đặc biệt được viết cho những bạn nhỏ tuổi, đặc biệt là những bạn học sinh tiểu học như chúng mình đấy. Các thí nghiệm này đã được chọn lọc rất kỹ càng để được thực hành tại nhà. Chúng vừa dễ tiến hành, vừa thú vị và có sức thuyết phục. Nhưng các bạn nên nhớ, những thí nghiệm này nên được người lớn giám sát đấy. Bây giờ các bạn hãy cùng Thuần Ân khám phá cuốn sách này nhé. Những trang đầu của cuốn sách được trình bày bắt mắt và rất thu hút người đọc. Tiếp theo là mục lục của cuốn sách gồm các phần và tên của các thí nghiệm được trình bày rất rõ ràng. Tiếp nữa là phần đầu tiên với những thí nghiệm đơn giản đầu tiên như nước đá nào cứng hơn, làm cho tờ bìa cứng cáp hơn, hay là làm phấn màu hoặc đơn giản hơn là nói về việc gấp giấy các bạn ạ. Cuốn sách này còn nói về các chuyển động trong cuộc sống như chuyển động của bóng, của bút, hiệu ứng domino, các lan truyền và va chạm. Hay hơn nữa, cuốn sách này sẽ có những thí nghiệm về năng lượng, ánh sáng, nam châm, áp suất, âm thanh hay những thí nghiệm để chúng ta quan sát nữa đấy. Cuốn sách này cũng là những bài học thiết thực để giải thích những hiện tượng xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta.
Các bạn thân mến, khi hoàn thành được một thí nghiệm, các bạn sẽ có hứng thú để làm thêm những thí nghiệm khác. Khi đó các bạn sẽ thấy khoa học vừa thân thiện, vừa gần gũi với chúng ta phải không nào? Các bạn có thể tìm mua cuốn sách này ở những hiệu sách tại địa phương. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ. Thế nên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Đọc sách sẽ giúp các bạn nhỏ học hỏi thêm được nhiều điều thú vị, và đặc biệt qua cuốn sách mà Thuần Anh giới thiệu, thiếu nhi chúng mình có thể trải nghiệm với những thí nghiệm khoa học vô cùng lý thú. Đừng bỏ qua cuốn sách này các em nhé. Và phần cuối chương trình ngày hôm nay, hãy cùng gặp gỡ với Gia Anh trong tiểu mục Khéo tay tuổi hoa để tự tay làm cho mình những sản phẩm khéo tay thật là xinh xắn dễ thương các em nhé. Xin chào tất cả các bạn. Trong diễn biến của COVID-19 đang ngày càng phức tạp, học sinh chúng mình đang trong thời gian được nghỉ học để phòng ngừa lây lan dịch bệnh. Vậy trong thời gian rảnh các bạn thường làm gì? Để những thời gian rảnh rỗi của các bạn thêm phần hữu ích thì ngày hôm nay Gia Ân sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một kế ảnh để bàn xinh xắn như thế này nhé. Với một kế ảnh bé bé xinh xinh như thế này, chúng ta có thể trang trí ở bàn học này, phòng ngủ hay là các bàn làm việc của gia đình nữa đấy. Và để làm được một khung ảnh như thế này, chúng ta cần có 7 thanh gỗ có chiều dài là 13 cm, 2 thanh gỗ có chiều dài là 8,5 cm, 1 thanh gỗ có chiều dài là 8 cm và thanh còn lại có chiều dài là 3 cm. Và tiếp theo đó chính là súng bắn keo. Và bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm thế nào. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng 5 thanh gỗ như thế này, sau đó xếp liên tiếp nhau theo chiều ngang. Và sau đó để cố định lại 5 thanh gỗ này, Gia Ân cần thêm 2 thanh gỗ khác có chiều dài là 8,5 cm. Như vậy là Gia Ân đã hoàn thành xong một nửa sản phẩm của ngày hôm nay rồi đấy. Rất dễ phải không nào? Những bước tiếp theo là những bước khá là quan trọng để giữ cho khung ảnh của chúng ta có thể đứng được đấy. Đó chính là phần giá đỡ. Và để làm được phần giá đỡ này, Gia Ân cần thêm 2 thanh gỗ khác. Sau đó Gia Ân sẽ sử dụng súng bắn keo để đính chéo lại một đầu như thế này nhé. Bước tiếp theo, Gia Ân lại sử dụng súng bắn keo để dán vào mặt gỗ mà Gia Ân đã hoàn thành trước đó. Tiếp theo, Gia Ân sẽ sử dụng 2 thanh gỗ nữa. Và thanh gỗ đầu tiên có chiều dài là 8 cm, còn thanh còn lại có chiều dài là 3 cm. Các bạn hãy nhìn và làm theo Gia Ân nhé. Như vậy là Gia Ân đã hoàn thành xong kế ảnh để bàn rồi đấy. Trông cũng khá là xinh xắn phải không nào? Xong, bây giờ Gia Ân sẽ dán bức ảnh của gia đình của Gia Ân vào đây nhé. Như vậy là Gia Ân đã hoàn thành xong một khung ảnh để bàn rồi đấy. Trông cũng khá là xinh xắn phải không nào? Chúc các bạn thành công. Còn bây giờ, Gia Ân xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Vậy là 15 phút của tạp chí tuổi hoa tuần này cũng đã hết rồi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình tuần sau.